Thông số này là thông số mô hình nè. Thì ở đây em thay bằng thông số mô hình của cái bồn nước của em dùm ha. Còn cái giá trị này là giá trị khởi đầu của biến trạng thái nè, có nghĩa là lúc mà thời gian bằng không là cái trạng thái hệ thống mình bằng bao nhiêu á, thì cái h init của em á, nó sẽ thay vô đây. Em chọn h init bằng bao nhiêu em để vô đây, nó chỉ là những cái lệnh MATLAB chạy tuần tự thôi. Khúc này thì số thế hệ tối đa trong một quá trình chạy, thì cái này em lựa, thầy để sẵn 20.000, em có thể để 30.000, 50.000 hoặc 5.000 gì tùy em ha. Số thứ tự tối đa mà nó lưu trữ thì số này thường là nó phải lớn hơn số này, hoặc là ít nhất cũng phải bằng, chứ số này không có nhỏ hơn số này được. Rồi epsilon thì em lựa đi, càng nhỏ thì nó chạy càng lâu nhưng mà nó càng tốt. Mày đừng nhỏ, đừng có không thay đổi cũng được, cái 0,001 này cứ giữ nguyên cũng được. Bob size là số cá thể trong quần thể, thì cái này em lựa. Mỗi cá thể sẽ là một bộ KP, KI, KD. N3 bằng 6, chỗ này em chọn bằng 3 cho thầy, tại vì là mình chỉ sử dụng 3 thông số là KP, KI, KD thôi. Chỗ này là 3 thôi chứ không phải là 6. Do cái chỗ này bằng 6 cho nên chỗ này nó mới ren nó bằng 6 nè. 6 con 0, 6 con 1.000 ở dưới nè. Thì bây giờ em chọn bằng 3 chỗ này thì ở trên đây chỉ có 3 con 0 thôi. Không có 3 con 0 cuối. Còn cái chỗ này nè là cái tầm trải dài của nó từ 0 tới 100 hay là 0 tới 1.000 hay là 0 tới 10.000 gì đó tùy em lựa. Thấy không? Một cái 0, 0 tới 1.000 nè, 0 tới 1.000 nè. Chẳng hạn em chọn KI là từ 0 tới 100 thì chỗ này em là 0 tới 100 thôi. Thấy không? Do chỗ này bằng 6 cho nên chỗ này nó bằng 6. Nếu em sửa chỗ này bằng 3 thì chỗ này em chỉ lấy 3 con số thôi. 3, 3, 3 hoặc 4, 4, 4 thôi. Đây là số có nghĩa phía trước dấu phẩy thập phân. 4 là tổng chữ số có nghĩa kể cả số sau dấu phẩy thập phân. Cho nên ở đây nó từ 0 tới 1.000 cho nên mới là 3 số trước dấu phẩy thập phân và lấy một số lẻ phía sau dấu phẩy. Cho nên mới là 4, tổng cộng 4 số có nghĩa. Cho nên cái chỗ này là em phải chọn lựa. Ở đây là 3, thì ở đây là ở phía trên là có 3 cái, ở phía dưới có 3 cái. Còn phần sau bỏ đi, phần này bỏ đi. Chỗ này cũng sửa theo luôn, 3 cái trên, 3 cái dưới. Rồi ở trên là tùy em đặt, chẳng hạn như đây từ 0 tới 100 đi. Thì ở đây nó sẽ là 2. Tại hai số có phần nghĩa trước dấu phẩy mà. Rồi tới đây ổn chưa? Nhắn phần chat để thầy có gì thầy giảng tiếp. Có gì thầy cũng có quay phim lại rồi. Chút nữa có gì em coi lại clip này. Hệ số lai ghép với hệ số đột biến này, hai cái này cộng lại bằng 1. Thì thường thường hệ số lai ghép người ta sẽ cho rất là lớn, còn hệ số đột biến nó nhỏ thôi. Tại vì mình đâu có muốn một cá thể mình sinh ra quái thai nó xảy ra liên tục. Thành ra là cái chỗ này là em chọn, thầy thì chọn 0,6, 0,4. Các em có thể chọn 0,8, 0,2 hoặc là 0,7, 0,3 tùy mấy em thôi. 0,9, 0,1 cũng được. Tại vì thầy mò không ra kết quả cho nên thầy tức quá, thầy quất cái số lai ghép nhỏ nhỏ, số đột biến mạnh lên để mong chờ là mau có kết quả. Dù là hơi xấu chút cũng được, muốn có kết quả thôi. Chỗ này thì giữ nguyên. Chỗ này giữ nguyên ha. Chỗ này thì KP1, KP, KIKD của em á, nó là 3 thông số, ở đây nó 6 thông số thì em chỉ giữ 3 thông số thôi. Tên của thông số của em là KP, KIKD chứ không phải là KP1, KI1, KD1 ha. Thì sửa tên lại. Chỗ này thầy lấy âm dương, em có lấy âm dương không? Nếu không lấy âm dương thì xóa bỏ cái chừng 500 đi. Nhưng mà cũng nên nhớ nè, do cái bài ban đầu của thầy là từ 0 tới 1.000 cho nên thầy mới trừ 500 để cho nó rải từ trừ 500 tới 500, hiểu không? Còn nếu chẳng hạn như em chọn ở đây là 0, 100 thì chỗ này á, mà em xác định nó dương rồi thì cũng khỏi cần trừ 500 cũng được. Còn nếu em xác định là 0, 100 và em muốn nó âm dương thì lúc này ở đây là trừ 50, hiểu không? Xong rồi thì cái chỗ này tùy thời gian lấy mẫu của em với thời gian mô phỏng của em mà em chọn con số cho phù hợp. Rồi chỗ này KP, KI, KD hiển thị ra, mấy cái thằng nào không có phải thông số hệ thống khỏi hiển thị. G, G thì bằng E1, E1 nhân E1 rồi E2 nhân E2 vậy đó. Mấy cái này em coi lại là tại vì trong cái MATLAB phiên bản mới của mình á, thì em không xuất E ra được mà em xuất là ao chấm cái gì đó, thành ra ao chấm E1, ao chấm E2 gì đó tùy mấy em. Sửa chỗ này lại. Chỗ này cũng sửa này, KP, KI, KD. Rồi mấy cái nào KP1, KI1, KB1, KI2, KB2, KD2 cũng bỏ luôn. Ở đây cũng sửa tương tự. Ha. Chỗ này cũng sửa tương tự luôn. Chỗ này thì mô phỏng BD thì em đặt tên file mô phỏng của em là gì? Nếu mà em đặt tên file mô phỏng của em là ví dụ như bồn nước thì ở đây chỉ là bồn nước.mdl hoặc là bồn nước.xlx hay gì đó. Em muốn mô phỏng cái file nào trong quá trình chạy GA thì em đánh cái tên đó vô đây. Nó sẽ tiến hành mô phỏng cái file đó để có được cái thằng G. Rồi.
Rồi xong rồi chỗ này cũng vậy nữa, chỗ này sửa theo cái thời gian lấy mẫu của em 100 giây, xin lỗi, thời gian lấy mẫu của em là 0,01, mô phỏng trong 100 giây thì chỗ này là 10.001, nhưng mà có điều em sẽ lấy một con số gần gần 10.001. Ở đây 9.500 thì thấy cũng gần người 10.001, nên thầy lấy con số đó. Nghĩa là mô phỏng tới con số đó, có nghĩa là khả năng là bộ điều khiển đó của mình nó đã mô phỏng ổn định, nó không có vượt quá giới hạn rồi đó. À, KB, KI, KD. Mấy cái dưới bỏ. Tại vì mình đâu có KP2, KI2, KD2 đâu. Đó, chỗ này cũng sửa tương ứng luôn. Rồi xong rồi sửa cái tên cái file mô phỏng lại. Hoặc là trong quá trình chạy, nếu mà chẳng hạn em muốn dừng cái mô phỏng đó thì em bấm Ctrl C. Trong quá trình mô phỏng mà thấy GA nó hiện ra thông số được rồi đó, nó hiện ra thông số có thể chạy được hệ thống rồi mà mình muốn dừng lại liền mà không đợi tới GA nó ngừng á, thì nhấn Ctrl C, Ctrl C là nó sẽ dừng hệ thống lại. Rồi em hỏi thầy đi, hỏi cái gì? À, mở mic lên đi, mở mic lên nói chuyện. Mở mic lên đi em. Ôi sao không nghe hết. Vậy em đánh chat và đánh phần chat đỡ đi chứ sao giờ. Cái thông số cái lúc đầu là cái thông số bùng nước. Cái thông số bùng nước nó làm sao? Cái đoạn code. À, dữ liệu có nghĩa là khi mà trước khi em chạy bồn nước á, là em tạo ra một cái mờ trong cái code, đợi xíu đây nè. Thông số bùn nước đây nè. Đây nè, trong cái clip này nó có cái thông số bùn nước em tự em nhập vô. Em tạo một cái mô phai trong MATLAB, tạo một cái mô phai xong rồi nhập cái thông số này vô. Copy cái thông số này bỏ vô trong cái phần này. Em nhập thông số đó vô, giống như thay vì thầy ghi là ở trong cái điều khiển con lắc ngựa, xin lỗi cái ball and beam thì thầy gặp là M khối lượng bằng cái này. Thì bây giờ em bỏ hết cái này đi, em nhập lại từ đầu, em ngồi em nhập trực tiếp vô đây. Ví dụ như là cái ví dụ như cái này nè. Đó, em nhập H max bằng 50, A max bằng 200, A min bằng, em nhập trực tiếp luôn vô màn hình. Em nhập trực tiếp vô trong cái trường đoạn code luôn. Đoạn code này là nhập trực tiếp nó vô. Thấy chưa? Dữ liệu lấy ở đó đó. Nghĩa là bây giờ em muốn điều khiển bồn nước em phải coi lại clip điều khiển bồn nước, điều khiển bồn nước phần 1 nè, phương trình toán học điểm làm việc nè, điều khiển bồn nước phần 2, điều khiển mờ bồ hệ bồn nước nè. Đó. Em coi mấy clip đó thì mới có biết được thông phương trình của bồn nước rồi cái thông số bồn nước là những thông số nào. Rồi còn hỏi gì nữa không? Còn bên phần Simulink, bên phần Simulink, bên phần Simulink thì sao? Bên phần Simulink thì đợi xíu.
Bên phần xin Simulink là em hỏi gì? Lên lên. Đợi xíu. Đây đây. Trong cái Simulink á, thì trong cái code GA này của mình em để ý á, là nó dùng cái file mô phỏng. Nó dùng cái file mô phỏng .mdl đúng không? Thì cái file đó chính là cái file này. Bây giờ thầy sẽ mở cái file này lên, thầy nói những cái hook nào giữ không giữ ha. Đợi xíu. Nó hơi lâu, mở nó hơi lâu. Nè, thông số ban đầu hệ bồn đơn này em copy nguyên cái đống này em quăng vô là vừa nè. Nhưng mà coi nó khớp với cái thông số em khai báo trong Simulink không nha. Đợi xíu mạch thấp nó mở hơi lâu. Mà em thấy nguyên màn hình bên này của thầy không? Đây nè, đây. Em thấy cái mô phỏng BID không? Nè. Nguyên mô phỏng BID của em thì cái này là hệ bon em beam thì em thay bằng hệ bồn nước. Thấy không? Nguyên cái hệ bon em beam này em thay bằng hệ bồn nước của em. Ở đây hệ bon em beam nó ra hai ngõ ra thì em chỉ giữ một ngõ ra thôi. Một ngõ ra của em thì dùng một bộ BID thôi, BID số. Mấy em đừng có dùng BID trong đây của nó nha. Em sử dụng BID số đi. Không dùng BID đây, đây cũng được nữa. Em dùng một bộ BID thôi. Ở đây nó tới hai bộ BID lận, dùng một bộ thôi, bỏ bộ còn lại. Chiều cao H của mực nước thì đưa vô một cái ngõ ra. So sánh với cái bình bồn nước đặt. Như vậy nè, có nghĩa là đợi xíu. Em thấy cái bục bục pen của thầy không? À, thấy bục pen của thầy này ha. Ở đây là cái hệ thống của em. Đây là cái hệ thống bồn nước. Bồn nước của em đây. Bồn nước này đưa ra là ngõ ra H. Đó, ngõ ra H chỗ này. H của em đưa vô một bộ BD. Ha. Bộ BD này á nó sẽ điều khiển trở lại cái bồn nước. Xin lỗi thầy sai chỗ này. H nó chưa có đưa vô BD mà H nó đi so sánh với cái giá trị đặt. Ha. Chết. Nè, H ở đây đưa vô so sánh với giá trị đặt. Sai hoài luôn. Đó. Giá trị đặt cái constant này, cái khối constant này nè là giá trị đặt. So sánh giá trị đặt với giá trị thực tế thì mình sẽ đưa ra sai số, thì cái sai số này nè mới được đưa vô bộ BD. À, đây là sai số E.
Thì cái xe số E này nè, em mới tiến hành em đưa vô cái to workspace. Rồi to workspace thì em mới lấy cái e này nè, em đi tính cái thằng g, thằng g lúc này là e phẩy nhân cho e đó, tại em chỉ có một thằng e thôi ha. Rồi bid này nó xuất ngõ ra, thì ngõ ra này mới tiến hành điều khiển ngược trở lại cái bồn nước. Có nghĩa là ở đây nó có thêm giá trị đặt, còn trong cái khối này nó không có giá trị đặt, tại vì ngõ trị ngõ ra này thì xem như là nó bản thân nó là sai số luôn rồi, tại vì giá trị đặt bằng không mà. Nhưng mà cái bồn nước của em thì giá trị đặt nó không phải bằng không, thành ra em phải làm thêm cái khối giá trị đặt, làm thêm khối giá trị đặt ở đây nữa, giá trị đặt so sánh với h rồi mới đưa ra sai số e, e này mới đưa vô true workspace. Còn ở đây là giá trị đặt nó bằng không rồi, cho nên thầy đưa trực tiếp hồi tiếp về luôn, rồi thầy lấy thầy xin lỗi, có nghĩa là cái sai số của thầy nè nó không có giá trị đặt, tại vì bản thân cái giá trị đặt bằng không, cho nên cái x1 này nó cũng chính là thằng sai số luôn, bởi vì thầy mới đưa thằng x1 đi vô bộ điều khiển BID là vậy đó. Rồi xong rồi cái khối này giữ lại, khối này giữ lại cái chỗ là h nè, lúc này nó chỉ có một ngõ vào thôi, tại vì mình có hai thằng x1 x3 cho nên mới có hai ngõ vào, còn ở đây á, em chỉ có một thằng e thôi, cho nên chỗ này sẽ là một ngõ vào thôi. Thì ngay cái chỗ e này nè, em đưa vô cái khối stop simulation để cho cái lúc mô phỏng mà GA mà nó đừng có lên trời, nếu nó lên trời lập tức dừng mô phỏng liền, không có treo máy. Sao thầy nói gì được chưa em? Chút nữa coi lại clip này, thầy gửi cái link cho. Rồi vậy ha, rồi có gì khó khăn thì gọi nữa ha. Ở trong cái khối màu xanh nó làm sao? Nếu mà ngõ vào của nó, ví dụ như ngõ vào em là H đi, em chọn ngõ vào tên là H đi, Y bằng FCNH, thì lúc này nếu mà giá trị tuyệt đối của H mà lớn hơn con số nào đó do em quy định. Ê, xin lỗi, thầy nhầm. Y nó bằng FCNE, E sai số nha. Thì nếu giá trị tuyệt đối của E mà lớn hơn một giá trị nào đó định trước thì là dừng mô phỏng, Y bằng 1. Còn không thì cứ mô phỏng tiếp, Y bằng 0. Thì cái sai số của em nghĩ là nó bao nhiêu là vừa. Chẳng hạn như bồn nước em đặt giá trị đặt là 60, sai số của em là em rút ra bồn ra bằng 0, thì lúc này sai số của em được phép lên tới 60 lần. Cho nên thầy nghĩ con số này là 100 là vừa, 100, 200 là vừa. Tại sai số em không thể nào vượt quá con số đó được. Còn 3 cm là quá nhỏ, đừng có để 3 cm. Có đoạn code, thì cái đoạn code trong khối màu xanh nè, thì mình biến tấu lại. Chẳng hạn như ngay chỗ này nè, ngay chỗ này em đưa vô cái khối màu xanh đúng không? Thực ra là khối màu xanh này nó lấy chỗ này, chắc là lấy chỗ này chứ gì nữa. Em đang lấy x1, em đưa vô cái thằng khối màu xanh chứ gì nữa. Thằng x1 này cũng coi như thằng e1 trong cái mô phỏng này. Còn trong cái mô phỏng của em á, Thì cái e này nè, nó được đưa vô cái khối màu xanh. Thì bên trong cái khối màu xanh này nè, em lập trình sao lúc này nó chỉ có một ngõ vào lại thôi. Thì lúc đó là nếu mà giá trị tuyệt đối, có nghĩa là em bỏ khúc này đi, em chỉ xét một thằng e thôi mà, nếu giá trị tuyệt đối của e mà lớn hơn ví dụ như 100 hay 200 cm thì lúc này y bằng 1. Nếu mà sai số nó lên tới 100 200 lúc này là không được. Còn số 3 ở đây nó quá nhỏ thì không được, 3 cm, có nghĩa là sai số em chỉ được phép dao động trong 3 cm, là điều này không được. Vừa vô bồn nước mình giá trị đặt ví dụ như bằng 60 đi, mà bồn nước chưa có nước, lúc này là khoảng cách nó tới 60 lần, đúng không? Em vẫn phải cho cái bồn nó có thời gian để nó lên chứ. Cho nên em đặt 3 cm cái là coi như vừa vô cái nó không chạy luôn. Rồi ha, làm được chưa? Thầy lưu cái clip này lại rồi thầy gửi lại cho em cái nữa, rồi gửi cho các bạn luôn để các bạn tham khảo. Rồi vậy tắt à.